Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 30 tháng 4 năm 2023, sáng nay ngày 27 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê tổ chức lễ dâng hương và đặt vòng hoa tại tượng đài Mẹ Nhu Dục sĩ Thanh Khê và nhà lưu niệm Mẹ Nhu. 55 năm trôi qua nhưng chiến công Mẹ Nhu và bà Dục sĩ Thanh Khê mãi mãi là niềm tự hào lòng thủy chung kiên trung bất khuất về truyền thống yêu nước tinh thần chiến đấu của quân và dân khu thanh lộc đáng khu tây quận nhì nay là quận thanh khê trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước qua đó giáo dục truyền thống yêu nước tìm về di tích lịch sử thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa đồng thời giúp cho hội viên phụ nữ nâng cao ý thức trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử trên địa bàn và quyết tâm ra sức thi đua các phong trào thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh góp phần xây dựng quận thanh khê giàu đẹp văn minh hiện đại